Bức tranh Picasso có giá kỷ lục 179,4 triệu Mỹ kim trong cuộc đấu giá nghệ thuật tin từ New York. Một bức tranh sơn dầu Picasso từ năm 1955 đã đạt được kỷ lục là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được bán đấu giá vào ngày thứ Hai 11 tháng 5 vừa qua, khi giá trị của nó dâng cao lên đến 179,4 triệu Mỹ kim. Sàn đấu giá Christie ước tính là bức họa Le Fond d'Or bản đầu tiên sẽ được bán với giá 140 triệu Mỹ kim, nhưng những khách hàng đấu giá qua điện thoại đã tăng số tiền lên đến hơn 160 triệu Mỹ kim và mức giá cuối cùng là 179 triệu 365 ngàn Mỹ kim đã được bán với tiền hoa hồng cho sàn đấu giá là vào khoảng 12%. Jussi Pulkkinen là giám đốc quốc tế của sàn đấu giá cho biết, mọi người luôn có niềm tin rằng bức tranh sẽ có giá kỷ lục. Nó được vẽ bởi bộ óc của thiên tài hội họa của thế kỷ 20 là Picasso. Đây là một tuyệt tác hoàn mỹ. Đợt đấu giá mang tựa đề Looking Forward to the Past với nhiều thể loại đa dạng khác nhau đã bán được tổng cộng 705,9 triệu Mỹ kim, vượt ngoài dự kiến từ 578 đến 668 triệu Mỹ kim. Chỉ có một trong số 35 tác phẩm chưa được bán. Bức tranh đạt kỷ lục này đã được đấu giá vào năm 1997 ở mức 31,9 triệu Mỹ kim, chỉ bằng 1/3 giá hiện tại. Cuộc đấu giá đã khá gay cấn với hơn 5 ngày sưu tầm nghệ thuật lớn cho ra mức giá là 120 triệu Mỹ kim. Các khách hàng đấu giá đến từ 35 quốc gia với khách hàng châu Âu cùng châu Á cạnh tranh với các khách hàng Hoa Kỳ cho các tác phẩm hàng đầu trên thế giới.